Anh gửi gỗ này có quen nhưng mà bây giờ anh chưa nghĩ ra. Ngày hôm nay mà anh em nào đoán đúng cục này là gỗ gì thì em có món quà đây để gửi tặng anh em. Và chương trình ngày hôm nay thì em bật mí anh em luôn, đây là một cục gỗ thơm. Thì các bác cùng em quảng ra chợ gỗ nhá. Bây giờ mình sẽ vào trong khu chợ nhá, hỏi xem là anh em có biết không nhá. Theo kinh nghiệm là nghề của anh xem cầm cục này là anh thử xem là đây là gỗ gì anh. Thực ra là cục này mình không sành về gỗ lắm, mình biết những loại gỗ mình hay bán thôi, hắn là gỗ tạp thôi. À, gỗ tạp à? Gỗ tạp thì không đúng người ạ. Theo anh thì đây là gỗ gì? Đây loại này đấy, em hình như đấy có cả tuyết thì sao anh ạ? Đây là tuyết đàn à? Tuyết đàn Lạng Sơn à? Chốt lại là gỗ gì anh? Phải tuyết đàn Lạng Sơn à? Tuyết đàn Lạng Sơn à? Thế thì lại không đúng người anh ạ. Chia buồn với anh nhưng cục này không phải là có một dòng gỗ là hoàng đàn, nhưng cục này là không phải anh ạ. Vâng, ok thì em cảm ơn anh nhá. Anh em hỏi chút là anh làm nghề bao năm rồi anh nhỉ? Thôi gian gỗ gì anh? Ngọc âm. Ngọc âm cũng không phải anh ạ. Loại dòng gỗ thơm thì anh biết đến mấy loại anh? Ngọc âm. Ngọc âm không phải tên một dòng gỗ anh ạ. Gỗ này gỗ gì anh? Anh gửi gỗ này cũng quen nhưng mà bây giờ anh chưa nghĩ ra. Mùi nó như nào anh? Mùi thơm. Mùi thơm. Thơm này nó thơm như nào anh? Thơm mát. Vâng. Đấy là dòng gỗ thơm rồi. Anh đoán đúng thì là sẽ có một món quà đây. Không nhớ ta về nói đấy bọn anh chú quen à, quen thế đây ông chú chắc khả năng nhiều năm kinh nghiệm này vẽ như kháo cũng kháo á à. Nhưng đây không phải gỗ kháo, không phải gỗ kháo nhá, một dòng gỗ thơm nhá. Gỗ này là gỗ gì người ta làm ép ép hương nhỉ? Gỗ trầm hương phải không? Phải trầm hương gì ạ? Không phải trầm hương đâu, giá hương phải không? Không phải giá hương. Kinh nghiệm lâu năm rồi thì anh xem là quầy là gỗ gì. Không biết là anh đó, ông anh đi mua gỗ đúng không anh? Em hỏi chút, em đang có một cái mini game này, bây giờ đang có thử thách là anh em trong khu vực làng nghề thì xem là anh đoán có phải là gỗ gì, nếu như đúng thì em có quà đây gửi tặng anh một món quà anh ạ. Ôi giời ơi, idol ơi là idol hoàng đàn rồi. Hoàng đàn chốt chưa anh? Chốt. Nhưng mà cụ này thì có em à? Cho anh đoán lại lần nữa anh ạ. Hoàng đàn hay ngọc nam? Cụ này là gỗ gì anh, chung kết cho em là gỗ gì nào? Cả lăng là cái này. Ngọc Am. Ngọc Am à? Anh đứng đây em hỏi chút để cho chị đi đã. Anh ạ, à, hẹn vào anh đi, anh tiến đây đây. Bây giờ anh tại sao anh bảo cụ này là gỗ Ngọc Am? Anh căn cứ ở đâu? Nhìn cái màu gỗ cả cái hình làm nhìn quen, cái mùi này là hoàng đàn nó không phải hoàng đàn. Hoàng đàn thì nó mùi như nào anh? Hoàng đàn mùi nó thơm dịu hơn. Thơm dịu. Không hắc nhiều như cái này. À thì cái này nó mùi như nào? Này mùi là gỗ Ngọc Am mà, tại vì mình cũng đã làm qua rồi. À có lẽ anh cũng làm qua rồi đúng không anh? Thì chốt lại là đây là gỗ gì anh? Khả năng cao là mình nghĩ là gỗ Ngọc Am. Vâng. Ok, thế thì chúc mừng anh nhá. Đấy, cục này là gỗ Ngọc Am. Thì là đúng thử thách thôi. Đây em có một cái món quà gửi tặng anh này. Đây. Ok anh, một lọ tinh dầu Ngọc Am để anh treo ở trong phòng nhanh nhá. Rồi, ok, cảm ơn anh nhá. Đấy, cuối cùng là đi hỏi mấy người rồi thì cũng là có người biết đây là cái cục gỗ Ngọc Am rồi anh em ạ. Không phải là ai cũng biết đâu, nhưng mà có nghĩa là phải làm va chạm nhiều gỗ, nhiều dòng gỗ thì mới biết được đây là gỗ gì anh em nhé.